Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Điểm tin của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Thanh Thúy và Quốc Duy rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong chuyên mục Điểm tin tháng 8 với nhiều sự kiện nổi bật tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Thúy này, trong tháng 8 vừa qua thì có nhiều hoạt động ký kết với các doanh nghiệp hay các dự án nổi bật dành cho sinh viên. Vậy thì đố Thúy, Thúy có thể kể một sự kiện nổi bật mà nhiều bạn sinh viên đang được quan tâm nhất hay không? Tất nhiên là được rồi, tại vì Quốc Duy biết không, trong những ngày gần đây thì Thanh Thúy có hai lướt fanpage của trường mình và mình thấy rằng là có rất nhiều tin nhắn được gửi về với nội dung là chúc mừng trường Đại học Nguyễn Tất Thành hay là chúc mừng các bạn sinh viên y khoa. Có phải là Thúy đang muốn nhắc đến lễ công bố bệnh viện Nguyễn Tri Phương trở thành cơ sở thực hành chính của trường mình không nhỉ? Đúng rồi, vậy là câu hỏi vừa rồi của Quốc Duy đã không làm khó được Thanh Thúy rồi. Còn bây giờ, để các bạn có thể nắm rõ hơn về các sự kiện nổi bật khác trong tháng 8 này, mời các bạn sẽ cùng điểm qua một số tin tức sau đây. Bệnh viện Nguyễn Tri Phương trở thành cơ sở đào tạo thực hành chính của trường Đại học Nguyễn Tất Thành về khối ngành sức khỏe. Lễ ký kết hợp tác giữa trường Đại học Nguyễn Tất Thành và tập đoàn Lisil Nhật Bản. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức hội nghị về chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông. Phiên tòa giả định của sinh viên ngành luật kinh tế. Ngày 23 tháng 8 năm 2022, tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, quận 5, đã diễn ra lễ công bố Bệnh viện Nguyễn Tri Phương là cơ sở đào tạo thực hành chính của khối ngành sức khỏe, trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Bệnh viện Nguyễn Tri Phương là bệnh viện đa khoa hạng nhất trực thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh với đầy đủ các chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi và các chuyên khoa mũi nhọn khác. Thông qua việc hợp tác giữa viện trường, đây là cơ hội giúp cho sinh viên được học tập và trải nghiệm với môi trường làm việc thực tế. Phát biểu tại chương trình, đại diện phía bệnh viện, bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Đức Chiến cho biết, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương là bệnh viện đa khoa đầu tiên trực thuộc Sở Y tế có công bố đào tạo cho trường ngoài khối công lập. Hai bên đơn vị cũng đã trao đổi và thống nhất nội dung kế hoạch triển khai hoạt động trong thời gian sắp tới tại bệnh viện cho giảng viên và sinh viên y khoa với kế hoạch dự kiến thực hành cho sinh viên tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương trong năm 2022-2023. Trong nhiều năm qua, nhà trường đã cung cấp cho xã hội nguồn y bác sĩ đủ đức, đủ tài trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành ngày càng trở thành địa chỉ đào tạo chất lượng được xã hội ghi nhận, người học tin tưởng và các cơ sở y tế đánh giá cao. Chiều ngày 24 tháng 8 năm 2022, tại Asina Plaza, Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và Tập đoàn Lisil Nhật Bản trong việc nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên ngành kiến trúc thiết kế. Tập đoàn Lisil được biết đến là nhà cung cấp sứ vệ sinh hàng đầu tại thị trường Nhật Bản và thị trường thế giới với bề dày lịch sử gần 90 năm, có mặt tại 31 quốc gia, và Lisil đã có mặt trên thị trường Việt Nam gần 20 năm với thương hiệu Inat. Trong biên bản ký kết giữa Đại học Nguyễn Tất Thành và Tập đoàn Lisil, hai bên thỏa thuận tăng cường mối quan hệ hợp tác trong đào tạo với những nội dung như cải thiện chất lượng đào tạo chuyên môn của trường về ngành kiến trúc, thiết kế, đem lại chất lượng đầu ra sinh viên phù hợp với nhu cầu tuyển dụng thực tiễn của các công ty, văn phòng về kiến trúc. Lisil sẽ tạo cơ hội để sinh viên theo học kiến trúc, thiết kế của trường Đại học Nguyễn Tất Thành có điều kiện thực tập và làm việc tại các công ty, văn phòng về kiến trúc được chọn lọc tham gia chương trình Lisil Talent Match 2022-2023 và những năm tiếp theo. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và Lisil sẽ phối hợp tổ chức các chương trình, sự kiện đào tạo, thực hành tại các công ty, văn phòng kiến trúc tham gia chương trình Lisil Talent Match để nâng cao kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm cho sinh viên. Tăng cường quảng bá thông tin, hình ảnh Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trong thị trường xây dựng, kiến trúc, nội thất và thiết kế nói chung ở Việt Nam và châu Á-Thái Bình Dương. Sau lễ ký kết, đại diện Lisil đã công bố cuộc thi ASDA 2023 Thiết kế không gian phòng tắm trong nhà ở. Cuộc thi diễn ra ở quy mô trong nước, bài giải nhất sẽ tham gia thi vòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ngay sau chương trình, phía nhà trường và khoa kiến trúc, nội thất, mỹ thuật ứng dụng cũng đã nhanh chóng phổ biến và triển khai kế hoạch cho sinh viên cùng đăng ký tham dự, tạo điều kiện cho các bạn có cơ hội trải nghiệm một cuộc thi mang đẳng cấp quốc tế với những giải thưởng uy tín và giá trị. Nằm trong kế hoạch chăm sóc đến đời sống tinh thần và xây dựng phong trào hoạt động giải trí, nâng cao tình đoàn kết của người cán bộ, giảng viên và người lao động,
thực hiện chỉ đạo từ phía hội đồng trường, ban giám hiệu, ban chấp hành công đoàn trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức chuyến tham quan du lịch năm 2022 cho hơn 700 cán bộ, giảng viên và nhân viên tại Vũng Tàu trong hai đợt, từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 8 và ngày 20 đến ngày 21 tháng 8. Sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, đây là dịp để nhà trường tổ chức chuyến du lịch nhằm mang lại những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn dành cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên trong nhà trường sau những ngày làm việc căng thẳng. Trong chuyến du lịch này cũng là cơ hội để các thành viên nhà trường Nguyễn Tất Thành được giao lưu, thêm hiểu biết lẫn nhau, cũng như để đáp lại những nỗ lực, phấn đấu của tất cả mọi người đã lao động cống hiến trong thời gian qua. Ngoài việc tổ chức đưa đón cán bộ, giảng viên, nhân viên tới nơi nghỉ mát và bố trí ăn ở, nghỉ ngơi chu đáo, nhà trường còn tổ chức các hoạt động vui chơi trên bãi biển hay tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Vũng Tàu. Buổi tối Gala Dinner là một đêm đầy ý nghĩa, sôi động cùng các trò chơi vô cùng thú vị, tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi. Cũng trong đêm Gala Dinner, công đoàn đã dành tặng những món quà đầy ý nghĩa dành tặng cho cán bộ, giảng viên có ngày sinh nhật trong tháng 8. Chuyến du lịch đã để lại cho mỗi thành viên những kỷ niệm đẹp, tạo nên năng lượng để tập thể trường Đại học Nguyễn Tất Thành cố gắng hết mình, hoàn thành công việc, chung sức xây dựng ngôi trường mang tên Bác ngày càng phát triển trong tương lai. Vào ngày 19 tháng 8 năm 2022, tại hội trường A801, lãnh đạo trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức chương trình hội nghị về tình hình chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông hiện nay và chủ trương của nhà nước. Chương trình thu hút hơn 200 cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên trong toàn trường tham dự. Tại hội nghị, trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã mời Trung tướng Phạm Văn Chỉ, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên chính ủy quân khu 7, đến trò chuyện và phổ biến cho toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên của trường về tình hình biển đảo và chủ trương của nhà nước trong việc bảo vệ chủ quyền trên biển đảo. Bên cạnh đó, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên phó chủ tịch nước, chủ tịch quỹ học bổng Vừa A Dính, chủ nhiệm câu lạc bộ Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu, đã có những chia sẻ về hành trình 10 năm hoạt động đầy thử thách nhưng cũng đầy ắp niềm vui và hạnh phúc của câu lạc bộ Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu, đến nơi biển đảo xa xôi bằng những việc làm thiết thực và đầy ý nghĩa. Nhân kỷ niệm 10 năm hành trình Vì Trường Sa thân yêu, tập thể trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã phát động chương trình quyên góp ủng hộ xây dựng công trình Vì Trường Sa thân yêu với các hạng mục dự kiến đóng góp gồm: một phòng đọc sách tại thị trấn Trường Sa và lữ đoàn 146 Hải quân, xây dựng một căn nhà đồng đội cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp có hoàn cảnh khó khăn và tài trợ 200 suất học bổng cho học sinh, sinh viên vùng biển đảo với tổng giá trị gần 600 triệu đồng. Thông qua chương trình nhằm hun đúc tình yêu tổ quốc, yêu biển đảo quê hương, nâng cao ý thức trách nhiệm công dân của cán bộ, giảng viên, nhân viên trong việc giáo dục thế hệ sinh viên. Sáng ngày 10 tháng 8 năm 2022, Khoa Dược Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã thành công ký kết biên bản hợp tác với Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu về việc hợp tác đào tạo và tuyển dụng giữa hai đơn vị. Theo biên bản thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ xây dựng và triển khai các chương trình kiến tập, thực tập và trải nghiệm thực tiễn về các quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu cho sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Hệ thống nhà thuốc Long Châu sẽ ưu tiên tuyển dụng các sinh viên tốt nghiệp ngành dược học tại nhà trường, đặc biệt là các sinh viên đã tham gia thực tập tại các nhà thuốc FPT Long Châu trước đó. Ngay sau lễ ký kết, ông Nguyễn Tấn Vĩ, ông Đỗ Tấn Duy Anh và ông Nguyễn Hữu Khương đã dành thời gian chia sẻ với các bạn sinh viên Đại học Nguyễn Tất Thành một số thông tin về lộ trình trở thành dược sĩ 4T, đồng thời giải đáp những vướng mắc, băn khoăn liên quan đến việc chuẩn bị hành trang, phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực dược học trở thành dược sĩ. Cũng trong khuôn khổ chương trình, bộ phận nhân sự phía FPT Long Châu cũng đã hỗ trợ ghi nhận thông tin xin việc, nhận hồ sơ ứng tuyển và phỏng vấn trực tiếp đối với các sinh viên khoa dược trường Đại học Nguyễn Tất Thành có nhu cầu làm việc tại công ty. Phiên tòa giả định là mô hình học tập đặc biệt đối với sinh viên ngành luật. Đây là hình thức phổ biến mang tính trực quan, sinh động, giúp sinh viên tiếp thu nội dung pháp luật một cách tự nhiên, dễ hiểu và dễ nhớ. Đây cũng là cơ hội để sinh viên ngành luật trực tiếp tham gia nghiên cứu những vụ việc thực tế của ngành học, rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, ứng xử và làm việc nhóm.
Chính vì vậy, trong 2 ngày 3 tháng 8 và ngày 6 tháng 8, Khoa luật Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường 7, quận Gò Vấp và Ủy ban Nhân dân quận 12 cùng quận đoàn quận 12 tổ chức chương trình phiên tòa giả định tại Công viên Thanh niên khu phố 3A, phường Thạnh Lộc và Hội trường Ủy ban Nhân dân phường 7, quận Gò Vấp. Đây là hoạt động kết nối đầu tiên giữa Trường Đại học Nguyễn Tất Thành với Ủy ban Nhân dân, Hội luật gia các quận nhằm phổ biến giáo dục pháp luật tới người dân sinh sống trên địa bàn. Mặc dù là phiên tòa giải định, nhưng quá trình xét xử bao gồm đủ các thành phần. Hội đồng xét xử do các sinh viên đang theo học ngành luật kinh tế tái hiện như một phiên tòa thật. Nội dung của các vụ án trong phiên tòa giải định được thực hiện linh hoạt, phù hợp với các chương trình đào tạo của sinh viên năm 2, năm 3. Những vụ án được chọn để mô phỏng cho phiên tòa giải định thường là những vụ án điểm có tính thời sự và liên quan đến các luật như luật hình sự, giết người, luật bảo vệ chăm sóc trẻ em, án về xâm hại trẻ em, luật an ninh mạng, đăng tải thông tin sai sự thật. Thông qua xử án tại phiên tòa giải định, các sinh viên sẽ được trang bị thêm những kiến thức pháp luật thực tế để có cái nhìn đa chiều hơn trong các vấn đề xã hội. Bên cạnh đó, các thầy cô khoa luật cũng sẽ đúc kết những bài học và các kiến thức pháp luật thu được qua phiên tòa, cũng như giải đáp những thắc mắc của các bạn sinh viên. Và tin tức về phiên tòa giả định vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin tháng 8. Hy vọng trong tháng 9 tới đây, chúng mình sẽ tổng hợp thêm nhiều tin tức nổi bật khác tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thân yêu của chúng ta. Để cập nhật những tin tức mới nhất diễn ra tại nhà trường, thì các bạn đừng quên theo dõi các thông tin được đăng tải trên website và fanpage của trường mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.